nàng nên biết, các thiện nam tử ở trong đình kia thấy sắc ấm diệt, thọ ấm tỏ rõ, thắng tướng hiện tiện, cảm kích quá phận, bỗng ở trong đó sanh lòng dũng mãnh. Cái tâm dũng mãnh tinh tấn vô hạn, tưởng bằng chư Phật, bảo rằng một niệm có thể vượt qua ba tăng kỳ kiếp. Giảng: A Nan, hữu bỉ định trung chư thiện nam tử. Này A Nan, trong cái định này, các thiện nam tử tu đạo kia kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, thấy sắc ấm trong năm ấm đã tiêu diệt, tự người đó cũng biết điều này, thọ ấm rõ ràng. Vào lúc đó thắng tướng hiện tiền, thì có một loại thắng tướng, thắng là thù thắng, một loại tướng rất đặc biệt hiện tiền, hiện ở trong tâm của người này, cảm kích quá phần, cho nên người mới sanh ra tâm một cảm kích thái quá. Quá do bất cập, là người chạy vượt mức cùng với người chưa chạy đến, sai kém nhau cũng không nhiều lắm, đều không phù hợp với trung đạo. Ví dụ ông bạn nghĩ đến một chỗ nào đó, khi đến chỗ đó ông không ngừng mà đi qua luôn thì cũng giống như chưa đến vậy. Vì thế gọi là cảm kích thái quá. Hốt ư kỳ trung sanh vô hạn dũng. Bỗng nhiên trong định sanh tâm đại dũng mạnh, kỳ tâm mãnh lợi, chí tề chư Phật. Cái tâm của người này dũng mạnh tinh tấn, không thể tưởng tượng được. Người này nghĩ rằng Phật và ta giống nhau, cho rằng mình bằng với Đức Phật vậy. Vì tam tăng kỳ nhất niệm năng diệt. Người này nói rằng A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, A Tăng kỳ kiếp thứ hai, A Tăng kỳ kiếp thứ ba, ba cái đại A Tăng kỳ kiếp này trong một niệm có thể vượt khỏi. Vì thế người này cho rằng mình chính là Phật. Không những nói mình là Phật mà còn nói tất cả mọi người đều là Phật. Vậy thì loại người này sẽ đọa lạc vào tà tri, tà kiến. Đúng vậy, mọi người đều là Phật, nhưng cần phải tu hành. Sự tu hành không thể nói trong một niệm có thể thành Phật. Sự tu hành cần phải có thời gian lâu dài. Nếu ông hiểu rõ Phật Pháp, y theo Phật Pháp tu hành, thì có thể thời gian không lâu dài lắm. Nhưng cũng không thể một niệm có thể thành Phật được. Loại người này bởi vì tu hành không có thiện trí thức chỉ thị, bản thân người này cũng không có trí huệ, cho nên người này dù có dụng công tu hành khổ hạnh, dụng công tới đâu đi nữa cũng chỉ phát sinh tà tri tà kiến mà thôi. Người này nhìn thấy bản thân mình đã lâu rồi chưa thành Phật được, cho nên nói mình là Phật, mình đã thành Phật. Đoạn văn này là khoe mình bằng Phật ở trong thọ ấm, nói mình và Phật giống nhau. Kỳ thật đây là một ý niệm sai lầm, người đó đã bị ma nhập. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Vì tam tăng kỳ nhất niệm năng diệt, ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm có thể vượt khỏi. Tôi bảo cho các ông rằng có một loại cảnh giới đốn siêu có thể được, nhưng mà người đốn siêu này dù có đạt được cảnh giới đó cũng không bảo cho người khác biết, cũng không tuyên truyền quảng cáo khắp nơi, tự nói rằng tôi đã như thế đó, bạn đã như thế đó, sẽ không giống như vậy, không tự mãn như vậy. Vĩnh Gia đại sư Chứng Đạo Ca cũng nói: sát na diệt khước tam kỳ kiếp, nháy mắt công phu diệt xong tam kỳ kiếp. Đó đều là trong một niệm, nhưng mà người chứng đắc được cảnh giới này cũng không khoe khoang gạt người. Tại sao người này lại đi nói với người khác? Đi nói với người khác tức là người này muốn khoe khoang gạt người, muốn người sinh lòng tin với mình. Nếu như mình thật sự đạt được cảnh giới đó, còn sợ ai không sinh lòng tin với mình? Ông hãy còn lòng tham, hãy còn tâm mong cầu. Vì tâm tham cầu này tức là một loại tà thì không đúng, đó là một loại ma. Cảnh giới của ma là như thế đó. Ma
tức là muốn tự ngã tuyên truyền, còn Phật thì không tự ngã tuyên truyền. Người ấy tại sao muốn nói cho người khác biết? Chính là muốn mọi người tín ngưỡng. Khác biệt nhau là ở chỗ này. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Dịch: đây là dụng công, lấn lướt quá mức, cảnh giới phát sanh. Nếu giác ngộ rằng chỉ là tạm thời, không phải thánh chứng, thì không có lỗi. Hiểu biết không mê, lâu ngày tự mất. Giảng: này Kinh Lăng Nghiêm giảng về 50 loại ấm ma, là chỗ quan trọng nhất. Người tu đạo, nếu như không hiểu rõ 50 loại ấm ma này, nhất định sẽ đi sai đường. Người không đi sai đường, số này rất ít. Vì thế, nếu như chúng ta nhận thức được cảnh giới ấm ma, thì sẽ không tự tâng bốc mình lên, sẽ không tự cho rằng mình là một người tài ba lỗi lạc. Vì thế, bất luận là ai, quý vị có bà con, bạn bè, đều có thể kêu họ đến đây nghe 5 loại ấm ma này, khiến họ biết được cảnh giới tu đạo này. Thử danh công dụng, đây gọi là phát sanh một loại công dụng. Ông dụng công sẽ phát sanh một loại tác dụng. Lăng xuất quá diệt, nó ở trong tự tánh của ông thay nhau biến hóa như vậy, biến hóa ra một thứ vượt qua quá mức, cho nên mới sanh ra một loại tâm đại dũng mãnh. Ông phát tâm dũng mãnh, dũng mãnh tinh tấn hướng về phía trước tu học Phật pháp thì rất tốt, chẳng phải là không được. Nhưng ông không nên sanh tâm ngã mạn, không thể nói à tôi chính là Phật. Ông chính là Phật sao? Đức Phật thuyết Tam Tạng, 12 bộ kinh, ông nói được bao nhiêu tạng, bao nhiêu bộ kinh? Phật thuyết Tam Tạng 12 bộ kinh, hiểu, ông cũng không hiểu, sao dám nói mình là Phật? Làm sao có thể được như vậy? Đức Phật thuyết Tam Tạng 12 bộ tất cả kinh điển, ngay một tạng ông cũng không có, một bộ cũng không có, vậy làm sao ông có thể thành Phật được? Dù ông có thể giảng được Tam Tạng 12 bộ kinh, bất luận đưa bộ kinh nào ra, ông cũng đều có thể giảng được, đều hiểu rõ ý nghĩa. Nếu ông có thể như thế, cũng chỉ có thể xưng là đệ tử của Phật, cũng không thể tự xưng là Phật được. Vì người ấy cảm thấy ở thế gian này mọi người đều cung kính Đức Phật, cho nên anh ta cũng muốn làm Phật, để sau này chết đi có người cúng dường mình. Kỳ thật chết đi, chôn vào dưới mặt đất sẽ biến thành tro, cái gì cũng không có cả. Ngộ tắc vô cửu, phi di thánh chứng. Phát cái tâm mãnh liệt như thế rất tốt. Nếu ông hiểu rõ được cảnh giới này, không phải là chỗ chứng đắc của bậc thánh. Giác liệu bất mê, cứu tự tiêu hiết. Nếu ông giác ngộ và hiểu rõ, không còn mê hoặc nữa, thì thời gian lâu dài nó sẽ bình thản lại, nó sẽ mất đi. Đây chỉ là cảnh giới nhất thời mà thôi. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Lăng xuất quá diệt, ông có biết đó là như thế nào không? Đó tức là dụng công, lúc nào cũng muốn giành đứng nhất, mong muốn lấn lướt vượt bậc hơn người. Người này cứ nghĩ rằng ta phải dụng công như thế nào để vượt qua tất cả. Trong tâm của người này lúc nào cũng có tư tưởng tranh đứng nhất, đó gọi là lăng xuất quá diệt. Chữ lăng, mồ của hoàng đế gọi là lăng. Cứ nghĩ đến việc mình đứng nhất, mình ngồi cao hơn mọi người, vì thế vướng phải cuồng ma này. Thấy người bèn tự khen mình, thường là dụng công phu tự tán thán khen ngợi mình. Giống như một loại người nào đó, không phải là dụng công lăng suốt quá diệt. Vậy thì loại người này như thế nào? Chỉ là khi dụng công lấn lướt quá mức, tự cho là không ai có thể sánh bằng mình, phát cuồng lên, đó gọi là cuồng ma. Nhưng mà đối với loại này, ông cũng không thể nói là tôi tu rất tốt. Nếu có tư tưởng này thì càng cuồng hơn, càng tẩu quả nhập ma. Nếu không xem nó là gì cả thì cửu tự tiêu hiết,
thời gian lâu dài nó sẽ tự tiêu diệt, không còn nữa. Thấy quái mà không cho nó là quái thì cái quái đó sẽ mất đi. Các ông có cảm thấy ý nghĩa như vậy không? Điều này có chút giống với cái dáng của quả mộ. Bản thân mình cái gì cũng không có, bèn phát cuồng lên. Phàm là tự mình khoe mình đều là có vấn đề. Đệ tử: Tháo tiếng có nghĩa là gì? Thượng nhân: Tháo tức là nôn nóng, hấp tấp. Tiếng là tiến thủ, tức là thô tháo, tiến về phía trước mà không suy nghĩ. Điều này cũng rất giống bồn chồn, căng thẳng. Ha ha ha,